Sáng nay, buổi tập đã được huấn luyện viên Miura kéo dài gần 2 tiếng dưới cái nắng gần 34 độ. Sau những kết quả không tốt ở các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Miura đã nhận ra điểm yếu trên hàng công của đội tuyển U23. Vì thế, những bài tập phát động tấn công từ trung lộ với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh và Hữu Dũng đã được triển khai. Bóng từ khu vực này có thể chuyển sang hai cánh cho Huy Toàn hoặc là Ngọc Thắng, hoặc đẩy lên tuyến trên cho hai tiền đạo là Văn Toàn và Thanh Bình. Bài tập này được huấn luyện viên Miura yêu cầu liên tục. Thêm vào đó, ông thầy người Nhật còn cho các học trò rèn kỹ năng đá phạt cũng như là tận dụng những tình huống cố định để có thể ghi bàn từ phạt góc. Dù buổi tập rất nặng, nhưng các tuyển thủ vẫn hoàn thành rất tốt giáo án của huấn luyện viên Miura. Sau hơn một tháng làm việc cùng nhau, chúng tôi đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần và chiến thuật. Giờ đây thì mọi thứ đã đi vào ổn định. Các cầu thủ cũng đã nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của các trận đấu sắp tới. Sau những thử nghiệm thì trong buổi sáng nay, huấn luyện viên Miura đã chia đội hình đá đối kháng. Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy huấn luyện viên người Nhật đã xác định được bộ khung và nhiều khả năng Công Phượng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị. Do xác định của đối đầu với Malaysia mang tính chất bản lề, thế nên toàn đội đã đặt quyết tâm và mục tiêu rất cao. Tôi không có áp lực nào cả, tôi đang rất hào hứng chờ đợi các trận đấu và hy vọng chúng tôi sẽ giành kết quả tốt. Tinh thần của toàn đội là bây giờ rất là hứng phấn và đang chờ đến thời điểm ra sân và chiến đấu với Malaysia thôi. Một không khí tập luyện hồ hởi, dù rất mệt nhưng chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười. Rõ ràng, U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho những trận tranh tài sắp tới. Từ cái lạnh của Hà Nội tới cái nắng oi bức ở Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Miura đang dần thích nghi với thời tiết tại đây, cũng như thay đổi nhịp sinh học để có thể phù hợp với các trận đấu muộn theo giờ của Malaysia. Thêm vào đó thì việc tìm hiểu thông tin về các đối thủ cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên vừa lên tất cả, các học trò của huấn luyện viên Miura vẫn đang tập trung với một tinh thần phấn chấn nhất để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Hoàng Cường, phóng viên Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Malaysia.